Bến xin chào tất cả cô chú anh chị và toàn thể bà con nhé, đã đến video tiếp theo của Mến. Giờ này cũng là 2 giờ khuya nha cô chú anh chị. Không biết cô chú anh chị và có nghe tiếng ếch kêu không ạ? Giờ này thì như là dưới miền Tây á, trời mưa á, thì tiếng ếch nè, tiếng nhái nè và tiếng dế kêu rất là nhiều luôn. Thì hôm nay Mến muốn gửi đến cái video chia sẻ, nói chung là chia sẻ cái video này đến với bà con. Mũi cắn te tru luôn á cô chú anh chị à. Thì ở dưới miền Tây thì quê Mến thì bà con cuộc sống hiện tại của bà con thì chặt lục bình, thì nhằm dùng khác thì gọi là bèo Tây, như ngoài Hà Nội, ngoài Bắc này kia thì thường thường người ta gọi sẽ gọi bèo Tây nha. Thì đêm nay có một số đàn cũng đi chặt lục bình. Thì ở dưới miền Tây thì nếu bà con chặt lục bình á thì chặt rất là sớm, bắt đầu từ 1 giờ khuya là bà con đã thức dậy và đã đi tới bãi lục bình đã chặt rồi. Còn một số thì có 2 giờ. Thì hôm nay Mến muốn, giờ này cũng 2 giờ, Mến muốn bà con ra để chặt như thế nào á. Và cái cách, nói chung là cái cách chặt và bó, hoặc là cái cuộc sống như thế nào, rồi bà con chặt một ngày được bao nhiêu ký. Thì bây giờ Mến xin mời tất cả cô chú anh chị cùng đồng hành cái video này cùng Mến nha. Bây giờ nãy giờ thì Mến cũng lần ra ngoài bến cũng hơn nửa tiếng đồng hồ rồi cô chú anh chị à. Giờ Mến bắt đầu bơi đi là đắng. Dưới sông bên này giờ này rất là yên tĩnh luôn á. Mà yên tĩnh là như là không có tiếng như tiếng nước này kia nè. Nghe nó rất là thanh luôn. Mà sông, cái sông ở anh như nhà Mến á, quê Mến á, thì gọi là sông Cái nha cô chú anh chị. Còn cái một cái sông Đực nữa thì ở bên Tắc Kha, cũng nằm về thuộc về tỉnh Kiên Giang luôn. Ngày xưa không biết là tại sao mà người ta đặt là sông Cái qua sông Đực, thì cái đó Mến cũng không có hiểu. Em Mến muốn chia sẻ thực tế đến với cô chú anh chị cuộc sống mà con ở đồng quê á. Và hôm nay có anh là có 3-4 ghe hay gì à. Trước mặt Mến thì bà con đang chặt lục bình. Thường thường ở dưới cái vỏ thì sẽ có một cái máy. Thì bà con nào dưới đi, nếu mà miền Tây thì cũng biết là vỏ lãi rồi. Bây giờ gần tới nha bà con à, thì Mến sẽ quay cái gần cảnh ở ngoài vô để bà con chặt lục bình như thế nào nha. Còn muốn cận cảnh nữa thì một chút nữa Mến sẽ bơi vô nữa. Đây là những hình ảnh của bà con ở dưới miền Tây. Thì dắt phi đi xuống dưới mé sông để chặt lục bình, mỗi người là mỗi cây đèn. Thì bây giờ Mến sẽ bơi gần lại để cho cô chú anh chị xem kỹ hơn nha. Mà cái quả mé là của cô luôn hả chị cô? Dạ. Một ngày cô với dượng chặt khoảng tầm tấn không? Tấn hả? Giờ nghe chặt mạng tắn được 400 kg, mà 400.000 mà nó phơi một tuần lễ rồi xong bán thì đâu có được bao nhiêu tiền nữa hả cô? Dạ nó phục lại còn có 10.000 ký à. 10.000 ký. Rồi tính ra cũng đâu có lời gì đâu. Cái này mình chỉ là có mình xuất công làm lời luôn rồi. Dạ. Nãy giờ Mến bơi một cái vỏ này đây, với một cái cây. Hồi nãy Mến bơi ra khỏi bến thì mượn được một cái dầm. Bơi lại đây nãy giờ cũng khoảng nửa tiếng đồng hồ. Mến bơi lại đây thì
thấy hình ảnh của ông cậu đang chặt lục bình. Ông cậu mà cũng mến, cũng nói chung thì cũng lớn tuổi rồi mà đi xuống đây mới bất ngờ luôn, mới gặp ông cậu. Nói chung là những anh chị còn trẻ tuổi này kia bây giờ thì đi Sài Gòn, Bình Dương làm hết trơn rồi, của chú anh chị à. Chỉ còn ông cậu này kia và mợ, hoặc là những người lớn tuổi thì ở nhà thôi. Có số thì chừng cháo, còn có số bà con thì chặt lục bình. Tối khuya nào cũng... Bây giờ là khuya nào mình cũng đi chặt hết trơn hay gì ông cậu? Khuya nào mình cũng phải chặt hết. Không có nghỉ ngày nào đâu. Dạ. Lúc mình có gấp nữa đâu có nghỉ cái tí. Không mệt thì sống nhau nghỉ một bữa cũng đi chặt nữa. Nghỉ rồi có nhậu không? Nghỉ thì một khi cũng có người có nhậu, người không. Dạ. Chứ miền Tây thì cái đâu thì... tránh được cái nhậu nhẹt đâu. Ừ. Nghỉ thì nhậu nhậu. Dạ. Ai mệt quá thì nghỉ luôn, nghỉ rồi qua ngày sau cũng tiếp tục đi từ 2 giờ. Dạ. 2 giờ mình xuống mình chặt tới 8 9 giờ mình lên. Dạ. Bây giờ dao động là mình chặt 1 ký là được bao nhiêu tiền ông cậu? 1 ký thì mình người ta cân tại chỗ, chủ mé người ta cân tại chỗ thì được 350. Dạ. Còn nếu mà mình đem cho tới cho người ta tới chỗ đó mình phải để lên cân cho người ta cân thì được 400. Dạ. 400 đồng. 400 đồng á. Là mình đem vô ngay bãi luôn. À là một tấn mình được 400 ngàn đó. Dạ. Như bây giờ ông cậu chặt một ngày được bao nhiêu mình, tấn? Nếu chặt tới 8 giờ lên thì mình được 500 mấy chục ký. À, được cũng 200 ngàn. Dạ. Nói chung thì một từ lúc mà lúc này ông cậu xuống là mấy giờ? Còn 2 giờ. 2 giờ. Người đi sớm cũng 1 giờ mấy cũng có. Dạ. Rồi nhiều khi người ta đi trễ cũng 3 giờ cũng có vậy đó. Dạ. Theo người đi. Dạ. Đi trễ thì mình về trễ, đi sớm mình về sớm, mình chặt đủ số mình lên nhỉ. Dạ. Thì như là mình cho như là 1 giờ đi. 1 và 2 3 4 5 6 7 8. Ừ. Rồi 8 tiếng đồng hồ. 8 tiếng đồng hồ. Cô chú anh chị ạ. Một ngày đó. 8 tiếng đồng hồ mà được 500 kg thì được 200 ngàn. 200 ngàn. Mà thức từ khoảng là nếu mà 1 giờ đi thì tầm 12 giờ mấy là mình thức rồi. Mình phải thức rồi. Wow. Đặng mình lo nhiều khi mình không có ấy đem cơm rồi theo ăn. Dạ. Chứ thôi nước đá nước bọng đồ mình đem theo nữa, mình đập mình pha trà pha đồ thì nó hơi chậm hơn. Dạ. Rồi. Nói chung là dò qua tay mà mình mãi lúc nào cũng là ướt hết. Ừ. Kiểu này mà cô anh chị nào mà không quen ngâm cái kiểu này một ngày một là gì là bỏ đi luôn á. Ừ. Nổi sảy nổi gom rồi bị nước ăn đó. À, bởi vì hôm nay Mến về tới quê rồi, Mến cũng muốn chia sẻ đến với tất cả bà con trên kênh của Mến thì cuộc sống ở dưới miền Tây, bà con chặt là lục bình. Còn ở bên kia thì có hai anh chị hay là hai cô chú không biết nữa. Đó còn trẻ mà mới có 16-17 tuổi rồi. 16-17 tuổi hả? Ừ. Trời ơi. Phải không đó à? Đây, để con gọi cho bà dì sáng, bà dì dễ chặt. Năm trăm ký mà được 200 ngàn coi. Nếu mà ở dưới quê của Mến á thì 500 ký mà đi về. Còn như ngày đó mà đi đám cứ thì phải mất là tầm khoảng chặt 2-3 đêm mới đủ. Dạ. Thì cỡ 2 đêm hoặc là 3 đêm nếu mà còn đi theo, còn sang sang nữa thì mình đi có thể là 5 đêm. 5 đêm đó là mình không ăn nha. Ăn nữa là thiếu á. Dạ, đúng rồi, ăn nữa là thiếu luôn á. Tại vì ở đây á, thì ai cũng quen biết Mến hết, tại vì ở vòng vòng đây là bà con với là ở sớm không à. Nhỏ lớn thì Mến ở nhà, nên là Mến cũng mới đi làm xa thì khoảng 7-8 năm nay, nên là hôm nay Mến mới về đây. Thì
về đây rồi thấy cuộc sống ngày xưa thì Mến cũng đi chặt một mình này kia rồi á. Chắc cũng nhiều cô chú anh chị cũng không biết, mới chỉ nói là chặt lục bình hoặc là chặt bèo này bèo tây á, thì cô chú cũng không biết, nên là mến hôm nay xuống đây, xuống tới với cái sông này để chia sẻ thực tế luôn cho đến với cô chú anh chị. Dạ, cái này là thực tế luôn. Thôi bây giờ Mến sẽ trải nghiệm lại cái cuộc sống của Mến lúc trước cho cô chú anh chị xem nha. Và dạ. Trời ơi. Ôi mày ơi. Mến chặt ngược luôn á. Cái này nó nói chung là mình lấy những cái nào mà nó dài nó hơi. Ờ nó dài, nó dài thì mình lấy. Chứ non quá mình lấy. Non quá mình cũng bỏ. Ngon quá là lấy không có ký nha cô chú anh chị. Lâu quá lục cũng lục nghề lắm rồi đó. Chứ thường thường người ta tấm lại vậy là người ta chặt rồi, nhanh lắm. Bây giờ là chặt 500-600 ký chứ ngày xưa là cũng có một số người là chặt nhầm khi một ngày cả tấn luôn á. Ờ có chứ. Dạ. Người bây giờ mình chặt đâu có đấy, trả tấn thì mình phải thức sớm lắm. Dạ. Không thôi trưa trời nắng chịu đâu nổi. Dạ. Bây giờ chắc trưa nắng gắt nè, mới lại là tháng này cũng dần vô tháng 10 phải không cậu? Ờ. Bởi vì chặt đã có sung sướng đâu. Đó, thấy có sung sướng không? Con. Mến lâu quá mới không có chặt lại nên là nó hơi lộn cộng á, mong cô chú chị cũng thông cảm nha. Mến chặt phá nhất là cầm mấy cái bụi lục bình bự bự nè, chặt nhanh có ký, còn mày chặt mà cái lục bụi nhỏ nhỏ là chậm có ký lắm. Lâu quá thì lâu quá lục nghề rồi. Nó hơi lộn cộng. Đây. Ở dưới miền Tây thì có, nếu mình chặt á, mình muốn mà muốn kiếm để mình xào ăn gì á là mình lấy những cái non này. Ăn nó rất là bùi bùi nha cô chú vậy. Với lại mình xào mỡ hoặc là nấu canh chua, nhúng lẩu. Nói chung là làm gì ăn cũng rất là ngon. Rồi còn sống luôn. Với là cái ngó của lục bình đó mình xào mỡ ăn cũng rất là ngon luôn, mà nó non nha. Ngó già thì mình bào ra mình sẽ làm gỏi. Chua làm gỏi rồi nấu canh chua rồi ngon lắm. Mình chặt cái này khi nào mà cái mấy cọng nhỏ nhỏ không bỏ hết không ta? Bỏ, mình cọng nào mình lấy được mình lấy, cọng nào mình xài không được mình bỏ. Dạ. Hôm nay là bây giờ chặt bà con dưới mình còn bán nhiều không? Bán, ta còn bán. Dạ. Một ký khô bây giờ dao động được bao nhiêu rồi cậu? Ký khô bây giờ khoảng 11, 12 à, nó sụt xuống rồi lúc tháng cỡ tháng 2 á, nó khoảng 17, 18. 11, 12 ngàn. Ừ. Mà như con biết thì lúc trước thì nó cầm khoảng 1 tấn khô thì 1 tấn, 1 tấn mốt mới được 100 ký. Bây giờ lục bình bây giờ nó có khác, còn chặt nhiều khi hơi non hơi già nữa, tấn gỡ 3 tấn 4 mới có được tấn khô. Mà bây giờ nó khó hơn, hồi lúc trước mình xong nước đồ thì nó hơi ướt. Dạ. Còn bây giờ thì cái dạng mình khô nó mới mua. Dạ. Khô nó mới mua. Ừ, chứ bây giờ còn ướt ướt nó đâu có mua đâu, cho nên mình phải lục bình tư mình phải hao. Vậy là vô tầm khoảng tấn 4 tấn rưỡi rồi. Ừ. Được. Tấn 4 tấn rưỡi là 600 hết 600 ngàn mà chưa tính tiền công phơi nữa. Chưa. Mình thì bởi vậy. 600 ngàn. Mến tính như 600 ngàn đi rồi mướn trong đó là thêm 200 cho 300 ngàn nữa là 900 ngàn. Mà bán ra được 1 triệu, 1 triệu mốt. Ôi, còn 300 ngàn à. Thì mình cái đó là mình mướn hết. Dạ, còn nếu mà mình có công. Mình có công mình làm nhà nữa thì mình lấy tiền, thì mình lấy sức mình làm lợi. Dạ.
cái gì cũng đâu có lời đâu. Cái đó gọi là lấy công làm lời thôi. Ừ. Mà bà con này thức cực khổ nữa chứ, đâu phải sung sướng đâu. Thức đêm thức khô mà nếu mà lục bình mà nó chẳng hạn như bị vùi xương muối nè, nó bị thâm kim hoặc là trời mưa bị thâm kim á, là nói chung là bán cái giá nó rẻ hơn lắm thôi, cô chú anh chị à. Con chặt cái kiểu này là tới trưa chắc được 100 kg thì luôn á. Bây giờ Mến sẽ đi bơi qua bên ông cầu của Mến thử coi, để coi được mấy bó rồi. Thành quả từ hôm hôm tới giờ. Hôm hôm giờ là được mới được có 4 bó hả ông cậu? Ừ, hồi gọi hồi 2 giờ giờ mới 4 bó đó. Dạ. 4 bó rồi phải không? Bởi chừng chứ được gần 100 ký à. Dạ. Mới có mấy ngàn bạc á. Mới có mấy ngàn bạc á. Vậy là ngày kiếm đủ được tiền mua gạo rồi thuốc hút rồi cá thịt ăn một ngày. Qua ngày sau thì chống đủ một ngày vậy chứ không có dư đâu. Dạ, qua ngày sau kiếm tiếp. Rồi. Những hình ảnh này thì... lắm. Dạ. Ngày xưa thì mẹ nhà của Mến cũng vậy, mẹ Mến rồi cha Mến thì ít chặt lục bình lắm. Có mẹ của Mến thì cũng chặt lục bình nhiều. Nhưng một thời gian á chặt á rồi nói chung là cũng dạng như là ngồi lâu quá. Ngồi mình khum khum này kia rồi lại lâu á bị thối hóa cuộc sống á. Nên thì ngồi rất là đau lưng nha. Nếu mà cô anh chị nào và cô chú nào mà không quen rồi á, mới chặt thì 5-6 ngày đầu hoặc là một tuần đầu á là không bao giờ là chặt nổi nữa nếu mà bỏ cuộc. Còn nếu mà kiên trì á, thì từ từ sẽ quen, nhưng mà chặt một thời gian á là nói chung là nó tổn cái cuộc sống của mình lắm. Rồi tới 6-7 tiếng đồng hồ. Dạ, mà ngày nào 6-7 tiếng mà ngày nào cũng ngồi vậy hết á chứ, ngày nào cũng chặt thì ngồi hoài suốt vậy. Dạ, bởi vì mẹ Mến thì phải đi Bình Dương làm, rồi không có làm ở nhà nữa. Anh thì Mến cũng quý những cái thời gian ngày xưa ở nhà để mẹ Mến đi chặt lục bình. Mà bây giờ thì kêu mẹ Mến thì mà mẹ Mến cũng không về đâu. Tại vì làm công ty thì làm bên tập trung, nói chung là nó cũng làm công việc đi nó cũng nhẹ hơn, đồng tiền thì nó rẻ hơn á. Không thức dậy thức đêm hôm. Dạ, không thức dậy thức đêm hôm mà còn có tiền này tiền kia thì cũng xây sở được hàng tháng. Nói chung là còn khỏe hơn ở dưới quê. Còn như mấy chú thì bây giờ lớn tuổi rồi, vô công ty làm đâu có được. Dạ. Mỗi ghe là mồm mỗi cái máy nha bà con ạ. Ghe nào cũng vậy, mỗi ghe mỗi cái máy để cho nói chung là vừa thuận tiện để di chuyển đem lục bình vô vô bến á. Vô bờ để căng. Cô cái cô chủ má bơi qua tú bên kia cô chặt luôn hay gì? Dạ. Ông từ ở ngoài hàng rào này đây. Từ ở ngoài hàng rào mà đi vô trong đó thì tầm khoảng 50-60 mét ha ông cậu. Dạ, vô tới bờ á. Là từ hàng rào đi vô tới cái chỗ mà Mến quay cái đoạn hồi nãy là ở trên bờ mà có mấy bó lục bình chắc sẵn để sáng phơi á bà con ạ. Thì tầm khoảng là 50-60 mét nha. Thì cái sông này nó rất là lớn, là nó chạy ra một tới 100-mấy mét lận. Ở giữa lòng sông á, thì tầm khoảng xa bị sâu nó tầm khoảng 6 mét. Và sông là sông cái lớn nè. Dạ. Này sông cái gọi là sông cái lớn. Còn sông đực thì ở trên Đắc Kha. Rô đi. Dạ. Còn nhiều sông lớn lắm.
còn sông ship ba tàu nhỏ và ship ba tàu lớn thì tùm lum hết trơn. Không biết thì sao mà hồi xưa mà đặt sông cái lớn sông cái được ông cậu. Không hiểu, mình cũng không hiểu cái lịch trình. Dạ. Cái lịch trình này của mấy ông già xưa mới biết, còn mình không biết đâu. Dạ. Bởi vì cái dàm số gô nó đi vô nó có hai cái sông. Dạ. Thì một cái bên kia thì ta gọi là nó nhỏ hơn, ta gọi là sông cái bé. Dạ. Còn bên này thì nó lớn hơn, ta gọi là sông cái lớn. Dạ. À, mến gọi từ đây qua bển thì thấy một cái hình ảnh, nói chung là nhìn nó rất đẹp luôn á. Không biết là trong màn hình này cô chú anh chị tới nhìn thấy như thế nào thì mến cũng không biết nữa, không biết có thấy rõ không nữa. Còn ở ngoài thì mến nhìn thấy nó rất là rõ và nó sáng và nó đẹp lắm. À, thì những cái bó mà đã như là ông cậu ở bển ông chặt xong á thì ông không muốn để trên ghe thì ghe nó nặng á, thì sẽ bó nào cuộc xong rồi quăng xuống mương lại, xuống nước lại, rồi xong rồi tới khi nào mà cảm thấy là mấy chục bó đủ, mấy chục bó để đầy ghe thì ông cậu sẽ vớt lên và đem vô bờ để căng cho chủ mé. Nếu mình chặt chỉ thường thường tầm khoảng mấy giờ mới đem vô để căng không cậu? Khoảng cỡ 10 giờ. 10 giờ. 10 giờ. Dạ. Nhưng bữa nào mà phải ông mình chặt được nhiều thì khoảng cỡ 10 giờ. Dạ. Bữa nào yếu thì làm biến thì cỡ 9, 8, 9 giờ. Dạ. Cũng không có hàng, mình cũng không có khẳng định được là mình chặt bao nhiêu. Dạ. Phải ông mình thì chặt được nhiều vậy đó. Dạ. Bữa nào thấy mệt thì nghỉ sớm thì chặt hay ít. Dạ. Bởi vì hôm nay thì giờ này chắc là tầm khoảng 3 giờ mấy rồi. Hồi nãy mới thức là tới 2 giờ. 2 giờ mới đi lại đây là 2 giờ 5 rồi, cái bơi vỏ ra ngoài này nè. Rồi cũng tầm khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa. Để mến sẽ quay cái đoạn ông cậu. Ông cậu sẽ cô. Được cái bó lục bình. Phải nung lên. Phải xiết cho chặt nha. Mới được nha cô chú anh chị. Còn nếu mà ai mà không biết xiết là xiết cái là nó gác lên cái là nó xúc ra, lúc đó còn khổ hơn nữa. Thấy chặt một bó lục bình nãy giờ là tầm khoảng là gần 10 phút á. 15, 20, một tiếng đồng hồ chặt có 2 bó, 2 bó mấy đó. Dạ thì một bó nãy giờ là gần nửa tiếng đó. Mười mấy 20 phút đó. Đó rồi xong rồi tiếp tục cứ trải thêm một cọng dây nữa rồi chặt cứ bỏ xuống cọng dây đó. Chắc có lẽ thì mến chắc tạm ngưng máy tại đây. Thì sáng nếu có gì nữa như là lên bờ căng á. À, căn lục bình như thế nào nữa thì mến sẽ lúc đó mến sẽ ghi hình lại gửi đến với cô chú anh chị xem nha. Rồi, hiện tại giờ là cũng 3 giờ mấy rồi, thì hồi chiều thì thằng cháu con của cậu Tư cũng có đi cắm câu, thì để coi mến lên trại không biết giờ này nó đi thăm chưa nữa, sợ nãy giờ xuống đây rồi nó thằng cháu của mến đi thăm cũng không dừng nữa, nên là mến cũng muốn ghi hình lại cái muốn đi cùng đi với nó để đi thăm câu như thế nào nha cô chú anh chị. Thì bây giờ mình sẽ ngưng máy đây thôi, chút nữa mình sẽ cập nhật lại sao cho cô chú anh chị cùng xem nha, và tất cả bà con cùng xem luôn nha. Mình xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Thì giờ này cũng sáng rồi cô chú anh chị, hôm về thì mình định là đi thăm câu với thằng cháu, mà cuối cùng nó đi thăm rồi cũng có một con mà bà, nên là mến không có quay đoạn đó cho
gửi đến tất cả cô chú anh chị cùng xem. Bây giờ mến sẽ sáng rồi, mến sẽ bơi dài dài dưới mé sông á, bơi xuồng xuống mé sông để quay lại cho những cái cảnh hôm hôm bằng ngày thì nói chung á quay nó rõ hơn. Thì về cô chú anh chị cũng thấy những dưới mé sông á là lục bình bây giờ nó đang trôi, nó đang trôi lại dài 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 với mấy... Ê, dính cá kìa, quay qua con cá kìa, quay qua cái chú đó kìa. À, chú đó đang giăng lưới dính con cá kìa. Tại cái mé lục bình á, lúc nào mà dở ra hoặc là chặt á, lục bình nó trôi ra lúc đó là thả lưới. Bây giờ mến sẽ bơi vô đó và quay cận cảnh dính cá cho bà con xem nha. Thì ở miền Tây á, là mỗi lần mà chặt lục bình hay gì đó, cái mé trôi trôi ra là cá nó hụt rất là nhiều. Wow, dính kiểu này đen hết rồi, đen đai lưới hết rồi không cậu ạ? Banh đai lưới luôn rồi. Cầm máy lại gần gần đây nè con. Wow, banh tay lưới luôn rồi kìa cô chú anh chị à, dính gác quá trời luôn. Wow, dính cá chê vàng nữa kìa, dính cá thác lát nữa kìa, ngon quá, thấy rõ không con? Được 1, 2, 3, 4, 5 con thác. Ý, dính cá giò kìa, dính cá giò kìa. Wow, ngon gì? Đó, dính được coi giò nữa. Quá ngon rồi. Vô mến sẽ quay cái cận cảnh cho ông cậu gọi cá cho gửi đến tất cả bà con xem luôn nha. Ừ. Chỉ đâm vô mở quấn vô thôi. Ông cậu mà cỡ cá nghe lưới bớt đứt nghe tẹt 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 nhóc buộc cái tay lưới luôn. Trời, nó được có cỡ bứt lưới. Dạ. Để dính thắt lát nữa kìa. Dính thắt lát nữa kìa. Vô mảnh rồi. À. Thì của ông cậu được mấy trăm ký rồi. Chạy ký gì à? Có mấy trăm dữ vậy? Chị hồi chưa căng hả? Dạ. Rồi kiểu này lên gỡ tay lưới này điên luôn á. Xả bỏ xong xả ra. Dạ. Tại vì mỗi lần nếu mà ai trong cái mé lục bình đó bà con à, thì nó như là mình gào loại mấy tháng trời. ba tháng trời thì lúc đó mình chặt lục bình á thì nó sẽ có cái lỗ trống và lúc đó là cái giò nó sẽ lên nó ụt liên miên luôn. Nhằm khi á mình chặt ở dọc giò xuống mình chặt đây nè, ăn chứa lỗ trống á, mình giật cái bộ lục bình nó trống lên á thì con cá giò sẽ nó ụt ngay giò mình luôn. Để mình sẽ đi theo ông cậu và coi ông cậu gỡ lưới để coi buổi sáng này ông cậu được bao nhiêu nha. Trời ơi, rồi dính cắt lát rồi đó, dính cá mê vậy ta, dính cá mê mà cần nhìn thấy dính gác cũng thấy mê luôn. Thác lát này thì nào ra làm chả hoặc là mình mặn rồi á, cái mình bóp cái đường sống mình co, bóp co tròn á, mình bóp qua bóp lại, khi nào con cá nó về nó dẻo rồi thôi, nó gãy xương hết nó dẻo thôi, cái là cho mày bỏ mày gãy mình cán nó ra. Dạ. Dạ. Lúc đó mình đem lên mình chiên cũng ngon lắm, nó cũng giòn lắm.
cá gô mề cá gô đồng, chính là con cá gô mề, cá gô đồng mãi dưới sông mà bự to lắm. Bữa nay ông cậu thả hôm gì ông cậu? Mới thả sáng nãy nè. Ờ. Nãy giờ chừng nửa tiếng đi vậy. À, nửa tiếng mà dính nhiêu quá hả? Ừ. Ngon lạnh luôn. Rồi xong dính nhiêu đó, ta lưới rồi chiều nay gỡ rồi cả buổi luôn. Rồi, vậy là hết cuộc ta lưới. Thu hoạch sáng nay của ông cậu là 2, 4, 6, 8 con cá thác lát, 1 con cá gô với 1 con cá chê vàng, với 1 con cá dồ. Đó, bà con thấy ngon lành không? Rồi là một tay lưới gác gến đang cịnh luôn. Đây là hôm hôm ông cậu mới có quay nè, hôm hôm mà không biết là cô chú, tất cả bà con không biết có thấy rõ không, cô chú anh chị thấy rõ không à? Hình ảnh của ông cậu rồi. Nó ngon, cá sông này nó ngon vậy sao á. Dạ. Thì hôm hôm á thì chỉ có mấy bó thôi, để dưới nước mấy bó thôi. Từ sáng đến giờ, hôm hôm tới giờ thì ông cậu như bà mợ với mấy anh mấy chị á thì đã chặt nhiều rồi, nên là cũng bỏ xuống nước hết, bỏ dài dưới nước rất là nhiều luôn. Rồi như là một chút nữa thì sẽ đem lên bờ và căng thôi, căng để là coi là từ hôm hôm đến giờ mình chặt được bao nhiêu ký, rồi lúc đó là ở trên bờ sẽ có một tốp trên bờ nữa, thì lúc đó sẽ bung và chảy ra. Thì một chút nữa mến sẽ lên trên bờ cái đoạn như là những chẳng hạn như là cái đoạn là căng lục bình nè, rồi cái cô đó là chặt được bao nhiêu ký, hoặc là thì bà thím, ông chú ông cậu đó là chặt bao nhiêu ký, mến sẽ ghi hình lại gửi đến cô chú anh chị và toàn thể bà con xem luôn nha. Còn bây giờ chắc có lẽ thì mến sẽ lên chảnh thôi, tại vì lục bình bây giờ đang để ép lại. Ép lại đừng có cho mấy bừa cái bó lục bình nó trôi ra, nên là mến cũng không bơi vô được. Nếu mà bơi vô lục bình này tung ra là mấy bó đó họ sẽ trôi ra sông luôn nha cô chú anh chị à. À bây giờ mến sẽ bơi vô bờ và đợi ông cậu này kia rồi vô. Rồi lúc đó mến sẽ ghi hình nha. Ông cậu nãy giờ ông chặt con trước mà ông thả còn dính cá nữa kìa. Như là ông cậu ông chặt phải không, cái ông đeo thêm một cái cần câu mà nhưng mà ông chặt tới đây rồi lỗ ở đây trống nè, chặt đây lỗ trống cái ông bỏ cần câu xuống là con cá nó thấy cái lỗ trống con cá nó ụt lên, với lại là ông bỏ cần câu xuống rồi con cá ăn dính luôn. Ông cậu đang quấn cần câu lại á, không biết cô chú anh chị thấy không à. Vậy là ngon rồi, vậy là có đồ ăn luôn rồi. vừa chặt lục bình mà vừa thả câu trước mặt luôn á, một cần câu một à, nhưng mà có thể là một ngày á, hơn á là 3-4 con cũng có, 2-3 con cũng có, nhiều khi không có con nào luôn á. À, bà con à, nãy giờ chắc có lẽ thì cô chú anh chị và toàn thể bà con nghe những cái câu của mến thì chắc hơi gối não rồi, tại vì cá ca mến cũng muốn sửa, nhưng mà sửa một hồi á, nói thôi là xương hô cái nó loạn hết á, tại vì mến không có quen á, mong bà con cũng thông cảm cho mến nha. Rồi bây giờ mến sẽ với con cháu mến sẽ bơi vô đây, mến sẽ gọi, mến sẽ quay con cháu mến cho cô chú anh chị xem. Đây Calamen bắt đắc dĩ. Nói chung là cái bó một bó gọn vậy là từ 20 ký trở lên. Thấy cô vậy chứ ở trong này cũng khỏe, rất là khỏe luôn cô chú anh chị. chặt lục bình cái cuộc á, nói chung là mình chặt rồi mình bó lại á, không phải là dễ bó đâu. Nếu mà người nào không biết bó là vừa bợ cái bó lục bình lên là nó xúc sổ hết rồi, lúc đó mình gom lại mình sắp lại rất là cực luôn. Giờ thím bó là như thường thường lúc trước mới bó là từ khoảng 28, 30 kg, 32 kg.
quên đó. Nãy giờ đang cộng nhẩm, tại vì bà con ở đây là có cái là như là chẳng hạn như là bó đó bao nhiêu ký rồi cộng nhẩm lại rồi năm bó mới ghi lên lần, mà nãy giờ mới nói chuyện nhầm khi sợ cô ấy quên sợ thím quên. Nói chung là từ đây nhìn ra ngoài mé sông nó rất là xa luôn. Từ đây ra ngoài đó nó rất là xa, và cái tầm từ ở ngoài vô á, vô tới bờ á thì tầm khoảng 60 mét. Hôm hôm thì mến cũng có hỏi rồi đó, từ ở ngoài đầu sông vô tới mé này tầm khoảng là 50-60 mét. Để ghi cho. Trời ơi. Đây, ok. Rồi. 25 con ghi 26, 27 vô nha. Đang cho nó cứ ký một chút. 22. Hồi xưa là một ngày có thể là mến dắt mấy tấn lục bình này luôn á. Ngày trước kia là không có xe kéo đâu. 22. Đâu, trời ơi, bình thường. Hỗ trợ đi. Chợ. Nhớ họ chia cho con là được rồi. Chia cho con bó. Bó cũng được mấy ngàn á, giỡn đâu à. Gì ký 400 hả? 25. Chục ký 4.000. Giỡn nó lên luôn á người. Hả? 24. 21. Nhầm khi á. Ginh cái bó lục bình lên á, mà mình bước cái ghe không dẫn á, là mình có thể mình lật ngang xuống chứ. Mình bay xuống mương luôn. Mình bê là mình bay, có thể mình bay xuống mương luôn. Dạ. Đi như ông già xỉn gụ vậy đó. Dạ, không có gì. Được bao nhiêu ký bà ngọ? Ôi, 497. Mà từ hôm tới giờ là từ bên khoảng tầm 1 giờ tới giờ được 500 ký. Được 200 ngàn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 tiếng đồng hồ. 7 tiếng đồng hồ được 200 ngàn. Thì như 200 ngàn thì như 8 tiếng. Dạ tiếng hai mấy ngàn à, bà con à. Một tiếng chặt, một tiếng lục bình mà hai mấy ngàn mà ngâm cái mình á. Là nói chung mình mẩy nó ướt hết luôn. Như cái đoạn hôm hôm bánh ghi hình của ông cậu đó đó. Nói chung tay rồi mình mẩy dò cẳng thì nói chung ướt láng hết. Cũng như bà ngoại này cũng vậy. Cũng đều ướt hết. Nhưng mà tiếng được hai mấy ngàn. Thì bà con cứ suy nghĩ đi, một tiếng hai mấy ngàn mà mình chầm mình ở dưới nước này kia. Liên tục lên, nói chung là không phải liên tục mình, nó là quanh năm suốt tháng luôn á. Là chặt lục bình là phải vậy rồi. Bởi vì mến muốn gửi những cái hình ảnh này á. Đến với những cô chú thì biết bà con ở miền Tây chặt lục bình như thế nào, và cái rồi hôm hôm là chặt, bây giờ là căng, rồi căng là để đó, rồi đợi vài người nữa căng nhiều vô, rồi mới lấy cái xe đẩy đi gãi dài 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 chắc dài dài rồi mới phơi.
Ủa cá nãy đâu ông cậu? Lắp ra lắp cá hả? Nhỏ hả? Không, vừa cắt lục bình mà vừa thả câu dính cá luôn, rồi chiều rồi có cá ăn luôn. Còn nếu có mồi dư nữa thì ông chú ông cậu này kia cái chiều chiều ngồi lại cái uống nhâm nhi vài ly. Ở miền Tây thì lúc nào cũng vậy, sáng làm cái chiều chiều cái nhâm nhi vài ly. Dạ để anh ghi giùm cho. Nói chung là ông cậu thì bình quân á bó 24, 25, 26, 24, 25, 24. Đó. Toàn là 24 là ít nhất. 1, 2, 3, 4. Cũng trên 500 kg á, đừng giỡn à. Chặt cũng hay quá luôn á bộ à. Trời ơi, lâu lâu mới được bó 23 kg. 23 xong để cái ổng khiêng đi. Trời kiểu là chết già luôn rồi. Rút thăm người nào trúng này thưởng à. Hai sáu. Im mà chuyện này im rồi. Thì nãy giờ mến cũng ở đẳng coi như là ông cậu ông chú này kia với bà vợ rồi á, với mấy anh chị căng ăn đẳng á, thì nãy giờ ở đây có cái cô với chú ăn này cũng phơi nãy giờ hết trơn này, thì bà con thấy không, phơi nói chung là hôm chắc đóng bây giờ phơi hàng rồi. Nói chung mỗi lần mà mình phơi á là cái sân nó rất là rộng nha, mình phải cần một cái sân rộng á, mình để phơi cái số lượng nhiều tăng nhiều ký á. Như cái sân này phơi tầm khoảng mấy tấn lục bình tư á bà con à. Thì cái này mới phơi hồi nãy là nguyên cái đường này. Mình nhìn lục bình vô là mình biết là cái nào mới phơi và cái nào là phơi chiều hôm qua, rồi cái tốp nào là phơi sáng hôm qua. Thì từ đây là dài ra ngoài đó. Dài ra ngoài đó là mới phơi hồi nãy. Còn cái tốp này á, là mới phơi chiều hôm qua. Hôm qua chắc có lẽ là mến đoán là cái tầm này là khoảng 2-3 giờ chiều hôm qua. Còn cái đoạn này nữa. Cái đoạn trong này á, thì chắc là có lẽ là sáng hôm qua. Sáng hôm qua là cũng như là một nắng rồi, bữa nay nữa là hai nắng rồi. Bây giờ phơi dày như gì là ba nắng xong cái người ta sẽ mướn người, hoặc là nếu mà có dân công nhiều á người ta sẽ làm ơn ở nhà, người ta sẽ bó lọn lại như gì đây, túm cái đầu lại đó. Túm đầu mà người ta mới kẹp lại vô trong, đừng có cho lục bình nó sức á, rồi có gì người ta để, có gì bà con á đem ra phơi như gì rồi chiều gom vô là nó rất là nhanh và gọn lẹ luôn, chứ không cần phải gom như lúc trước thì mến thì chỉ túm xào vô rồi xong trở ra, thì lúc đó cái cọng lục bình nó bị nhăn nhó nên nó cũng không có đẹp hung nữa. Bây giờ mến muốn về đây ghi lại cái những cái hình ảnh này chia sẻ đến với tất cả cô chú anh chị và toàn thể bà con xem luôn. Những cô chú nào chưa có làm cái nghề này thì mến muốn gửi hình ảnh đó để cho cô chú biết. Với lại làm cái này nó rất là cực, và lúc trước mến cũng có làm á, với lại là những lúc mà xử lý cho lục bình nó vàng để mình bán cho nó có giá hơn á, thì những cái chất đó nó làm cho con người mình nó độc hại á, mình hít vô á, là nó bệnh luôn. Có một lúc thì mến xong cái mến cũng làm và cũng xong, nhưng mà bằng đêm á, mến thì lúc đó lục bình nó rất là mắc nha, mất tiền á, là mến ngủ ngay cái bãi luôn, gom lại ngủ và xong cái đó. Nửa đêm gió lớn quá nó tóc một cái hơi thuốc nó ra, là qua ngày sau là mến nói chung là bệnh luôn và phải truyền nước biển mấy ngày. Nên là từ đó tới sau là mến không có làm cái lục bình này nữa. Thì bắt đầu từ đó là mến mới đi làm Cà Mau, rồi xong
được 10 năm rồi mới về nhà mới đi Bình Dương. Bình Dương làm được cũng được 7 năm thì mới gặp thép, ủa 6 năm, 6 năm rồi sau này mới làm cho thép Quý Nhi. Nói chung là làm một mình này rất là cực. Bởi vì mến muốn là chia sẻ những cái hình ảnh này đến với cô chú anh chị á. Cái bãi này là một phần thôi nha, còn nhiều cái bãi lớn nó gấp đôi gấp ba cái bãi này luôn á bà con à. Nếu mà cái bãi càng lớn thì mình phơi càng nhiều và càng nhanh hơn. Như là cái mé đó là chặt chẳng hạn như là 30 tấn đi, nếu mà cái bãi này phơi được tầm khoảng 5 tấn thì 30 tấn thì mình chặt tầm khoảng là mười mấy ngày, như là nửa tháng trời là mới xong cái mé. Còn nếu mà cái bãi nào mà phơi được 10 tấn thì trong vòng khoảng tầm khoảng là 10 ngày là xong. Mình tranh thủ mình chặt rồi phơi, phơi xong rồi gom gom xong rồi phơi lại, ở xong lại mình mới xử lý rồi đem ra phơi một nắng hai nắng nữa là khô. Lúc đó mình túm đầu mình bó lại là một bó là 4-5 kg gì đó, rồi là mình chỉ đợi người lại mua và bán thôi. Thì nói chung hôm bây giờ mến cũng chia sẻ đến với cô chú anh chị và toàn thể bà con biết như hình cuộc sống ở dưới quê của mến ở miền Tây rồi. Thì từ khuya tới sáng và căng ký thì nói chung là một người á là chặt trung bình là 500 kg, có thể là nếu mà người nào chặt yếu hơn thì tầm khoảng 400 kg thôi, tầm 300 kg cũng có đó. Mà dưới quê bây giờ chỉ còn người lớn tuổi không à, còn trẻ tuổi thì đi Sài Gòn Bình Dương làm hết trơn rồi bà con ạ. À, thì mến cũng xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và tất cả bà con đã bỏ thời gian quý báu ra đã xem hết video của mến. Thì mến xin chào và hẹn gặp lại cô trong những video tiếp theo nha. Bây giờ thì bye bye.